đàn bà khôn vứt ba thứ này sướng đến tận già. Thứ nhất, người đàn ông tồi. Người phụ nữ khôn ngoan nên bỏ ngay gã đàn ông tồi. Khi còn trẻ, bạn có thể khờ dại, nhưng sau tất cả phải biết được ai tốt với mình thật lòng. Nếu người đó không tốt, bạn có quyền bỏ vì quãng đời còn lại rất dài, không thể nào sống tạm bợ bên một người xấu. Đừng chấp nhận ở lại bên họ vì nghĩ bản thân có thể thay đổi được. Có nhiều người phụ nữ tin rằng cố gắng và chịu đựng là mạnh mẽ, nên có những mối quan hệ dù tiêu cực vẫn ráng cố gắng. Tuy nhiên đó không phải là mạnh mẽ, mà là ngu muội. Người mạnh mẽ là người biết được lúc nào nên dừng lại và lúc nào nên buông bỏ. Điều này thật không dễ dàng, nhưng khi phụ nữ coi trọng bản thân thì sẽ không để cho mình chìm đắm trong đau khổ. Có một câu chuyện kể từ xưa như thế này. Có một nam nhân tên là Sử Đường, con người này khi còn nghèo hèn thấp kém đã lấy vợ. Đợi đến sau khi thi đỗ công danh, cảm thấy bản thân chưa cưới được thiên kim tiểu thư nhà giàu có làm vợ. Rất lấy làm tiếc nuối, liền dần dần xa lánh vợ, cũng không còn chung phòng với vợ nữa. Người vợ uất ức thành bệnh, nằm liệt giường suốt mấy năm. Trước lúc chết, vợ y ở vách nhà kế bên hét to lên rằng: "Bây giờ thiếp sắp chết rồi, lẽ nào chàng vẫn nhẫn tâm không chịu đến thăm thiếp một lần hay sao?" Sử Đường vẫn làm như không nghe thấy gì. Sau khi vợ mất, Sử Đường lại nghe theo lời tà, lấy bùn đất bôi lên mặt vợ, dùng gông xiềng trói chặt thi hài vợ. Buổi tối hôm đó, Sử Đường nằm mộng thấy người cha đã mất, đến trước mặt nói với y rằng người phụ nữ đó đã không thể thác sinh làm người, lúc sống thì bị cha đạp hành hạ, khi chết lại bị lời nguyền, ám chỉ Sử Đường dùng tà thuật nguyền rủa chế phục vợ mình. Nhưng ngươi cũng vì những việc đã làm với người phụ nữ này, tuổi thọ phúc lộc đều đã tiêu tan hết rồi. Một năm sau, Sử Đường quả nhiên mất mạng. Những câu chuyện như thế này là một lời cảnh tỉnh cho thói trăng hoa bạc bẽo của những gã tồi. Thế nhưng nếu là người phụ nữ khôn ngoan thì đừng bao giờ cho phép những gã bội bạc này bước chân vào cuộc đời của mình. Bởi trước khi đợi nhân quả đến thì cuộc đời của người đàn bà cũng đã tàn tạ rồi. Đàn bà là khi yêu thì cuồng nhiệt, nhưng nếu mọi thứ bạn hy sinh, đánh đổi chỉ nhận về người đàn ông tệ bạc, trăng hoa, xem thường mình thì nên buông bỏ càng sớm càng nhẹ lòng. Đừng quá nặng tình, đàn bà sinh ra chịu khổ, chịu thiệt thòi nhiều rồi. Thực tế thì đến cái bóng của bạn còn bỏ bạn mà đi khi trong căn phòng tối, chứ đừng nói đến đàn ông. Đàn ông tốt không thiếu, nhưng đàn ông tồi thì cũng rất nhiều. Nếu như chưa gặp được người tốt thì cứ thong thả, rong chơi cái đã phụ nữ ạ. Chỉ có đàn bà tầm thường mới thích đội đàn ông lên đầu mà tôn thờ. Còn đàn bà thông minh thì họ chỉ cho đàn ông biết hai thứ. Một là trân trọng, hai là mình sẽ rời đi. Anh ta không tốt, không xứng đáng có được bạn. Đàn bà vốn nặng tình, yêu thương một khắc nghĩa dài trăm năm. Thế nhưng nếu đàn ông đã chẳng còn yêu mình, đã không muốn quay về bên gia đình, thì bạn có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể có được người ấy thêm lần nào nữa. Lúc này đàn bà hãy học cách buông bỏ, đừng bắt bản thân phải hạ mình, cầu xin lòng thương hại của kẻ bội bạc. Cũng đừng bắt mình phải chung sống với người làm ta thương tổn. Sống như thế là sống mòn, sống hoài, sống phí. Đàn ông tồi gieo rắc đau thương vào cuộc đời người phụ nữ, những ân tình bạc bẽo lại là thứ dạy đàn bà khôn hơn, trưởng thành và tự lập hơn. Đàn bà nên cảm ơn đàn ông tồi vì điều đó. Tính cách của một người rất khó thay đổi, bạn cũng chẳng đủ bao dung để tha thứ hoài cho họ. Thế nên hãy từ bỏ một người tồi tệ khi còn trẻ để về già có thể sống một đời bình yên bên người tốt hơn. Thứ hai, người bạn lợi dụng mình. Người phụ nữ muốn hạnh phúc tuyệt đối đừng bao giờ giao du với bạn bè xấu. Nếu biết ai đó lợi dụng mình, hãy chấm dứt mối quan hệ đó ngay. Bạn không cần giữ lại bên cạnh một người không thật tâm với mình. Bạn bè giống như một chiếc áo, nếu cố gắng mặc chiếc áo xấu, bạn sẽ bị chê cười và dần đánh mất sự tự tin của bản thân. Thế nên hãy lựa bạn mà chơi, ở gần đèn bạn sẽ được tỏa sáng, còn khi ở gần mực, suốt đời bạn cũng không thể nào trắng được.
Bạn bè vốn rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Ngoài gia đình, bạn bè là người luôn đồng hành cùng bạn. Vì vậy, hãy chọn lựa người tốt để có thể cùng đi với nhau thật lâu, thật dài. Thứ ba, thói quen nói xấu, dựng chuyện. Đây là sai lầm của phụ nữ khiến cuộc đời mãi rơi vào bất hạnh. Việc khẩu nghiệp sân si với người khác không giúp bạn tốt hơn mà sẽ khiến bản thân chuốc lấy nhiều phiền phức. Thế nên thay vì lo chuyện thiên hạ, hãy sống tốt cuộc đời của mình. Có câu, luận người ở đời, búa để trong miệng, thường để chém mình. Đây là một lời cảnh tỉnh nhắc ta hãy cẩn thận lời nói của mình. Nếu như vô tình hay cố ý nói một lời nói ác, chê bai hay nhục mạ người khác, thì sẽ lãnh lấy hậu quả đau khổ giống như có người lấy búa chém vào thân của mình. Có một câu chuyện như sau. Năm Nhâm Tử, ở tỉnh Chiết Giang, có một trường thi. Một đêm nọ, bỗng có một người phụ nữ đi tới đi lui, thỉnh thoảng gọi Đông Dương Vương Nhị, tiếng gọi rất thê lương. Mọi người nghe thấy thì thấy rất khiếp đảm. Có người mạnh dạn cầm đèn đi soi nhưng không thấy bóng dáng nào. Tìm kiếm trong trường thi, quả nhiên có một người thí sinh tên là Vương Nhị. Mọi người bèn hỏi hắn là sự tình gì, vì sao trong trường thi lại xuất hiện quỷ hồn. Vương Nhị nhất thời nghẹn lời, cố gắng nhớ lại một hồi mới ngập ngừng ấp úng nói. Mấy năm trước tôi từng với mấy người họ hàng bên vợ cùng nhau nói chuyện phiếm, nói đến chuyện một người quả phụ trong vùng Thủ Tiết quyết không đi thêm bước nữa. Tôi nói rằng tôi còn lâu mới tin chuyện này, rồi thuận mồm bịa đặt một ít chuyện tai tiếng của cô ta. Sau đó mọi người bàn tán xôn xao, thêm mắm thêm muối, chê bai báng bổ. Về sau chuyện đã đến tai người quả phụ kia, cô ấy chịu không nổi uất ức mà chết. Vương Nhị kể xong chuyện này, trong lòng cảm thấy kinh hãi, cả người nổi da gà, không dám tiếp tục ở lại trường thi nữa, liền gói ghém đồ đạc rồi vội rời đi. Không ngờ trên đường đi, không hiểu vì sao bị ngã sấp mặt xuống, được mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi. Tuy rằng vết thương của anh ta không nặng lắm, nhưng đến sáng sớm ngày thứ hai đã qua đời. Vào đời rất xa xưa, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi. Vào thời Tượng Pháp, có một gia đình nọ, không may người chồng mất sớm, để lại người vợ và đứa con thơ. Từ ngày chồng mất, hàng ngày người vợ đi làm vất vả để nuôi con. Mỗi khi đi làm về, bà đều đem thức ăn về cho con. Một bữa nọ, do vì bận công việc nên bà về trễ. Người con ở nhà chờ đợi lâu quá, đói quá, sinh ra tức giận nói rằng: mẹ ta ngày nay không biết vì lẽ gì mà không cho ta ăn, chẳng nhìn ngó đến ta, để ta như thế này. Vì quá phiền muộn, người con nhắc đi nhắc lại 3 lần như vậy, rồi lại nói: mẹ ta ngày nay không bằng loài súc sinh, ta thấy loài súc sinh như con hươu, mỗi khi con nó bị đói khát, lòng nó còn chẳng nỡ rời. Do vì tội nói mẹ như loài súc sinh mà người con phải thọ quả báo 500 đời làm con của hươu. Qua những mẩu chuyện trên, chúng ta thấy rõ quả báo của khẩu nghiệp rất nặng. Một lời nói ác, ta sẽ thọ lấy quả báo đau khổ trong vô lượng kiếp. Không nói thêu dệt, tức là không nói thêm bớt. Nghe câu chuyện ở đây xong, đi kể cho người khác nghe. Mà thường thì khi kể lại, hay thêm chút ít để tăng phần phóng đại cuốn hút. Đây là sai lầm của phụ nữ, khiến cuộc đời mãi rơi vào bất hạnh. Việc khẩu nghiệp sân si với người khác không giúp bạn tốt hơn mà sẽ khiến bản thân chuốc lấy nhiều phiền phức. Thế nên thay vì lo chuyện thiên hạ, hãy sống tốt cuộc đời của mình. Ai cũng biết rằng vết thương trên thân thể dễ lành hơn vết thương gây ra do lời nói. Khẩu nghiệp ác từ các lời nói tạo ra những hậu quả xấu, làm hại cho chính người nói ra và những người liên quan. Khẩu nghiệp còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng, cả xã hội. Ai xấu, ai tốt mặc ai, bạn chỉ cần sống không thẹn với bản thân là được. Bên cạnh đó cũng đừng lấy chuyện buồn của người khác để mua vui cho mình, vì điều này vô cùng kém duyên và sẽ khiến cuộc đời bạn rơi vào bất hạnh.